trở lại nơi hẹn hò năm xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai phương tường, ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng, đào hoa đáo cô đơn mong chờ, 15 năm ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình. Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nha. Thì sau hơn một tháng ô bình máy chủ mới thì là mình đã luyện được cái ác phụ võ cái băng rồng lên được cấp 80. Thì là mình mới lên được sáng nay. Thì là khi lên thì mình đã sử dụng đó là cái bí kíp phi long tại thiên, đó là cái skill 90 của cái băng rồng. Thì khi anh em luyện đủ 20 skill cái phi long tại thiên thì anh em sẽ xuất hiện ra 4 con rồng, hay còn gọi là 4 con giun, thì là cực kỳ là mạnh luôn. Thì anh em được biết là phiên bản GX1 F1 thì họ mới fix lại cái đam của một số một phái như là cái băng rồng, võ đa khí, nên là nó rất là mạnh nhá, đi tống kim rất là bá luôn. Đặc biệt là cái băng rồng nó sở hữu được cái lượng đam rất là khủng luôn anh em ạ. Nên là đi đánh những một phái như khi anh em max skill này, đam những môn phái như là đường môn hay là côn gì đấy, chỉ cần một hit hoặc là hai hit là chết, là nếu mà lổ chí mạng nữa thì là chết luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái này để cho anh em, hướng dẫn cho anh em cách luyện skill của cái băng rồng. Thì cái băng rồng thì nó cũng giống như phái khác thôi, anh em luyện rất là đơn giản. Đầu tiên thì anh em sẽ sắm cho mình những cái món chuyển hóa sát thương. Thì những món chuyển hóa sát thương nó xuất hiện ở đâu? Tất cả 10 món anh em nhé. Thì là vũ khí này, nhẫn, tất cả ngọc bội nó cũng đều có dòng chuyển hóa sát thương hết. Quan trọng là anh em có kiếm được hay không thôi. Nếu mà anh em mặc khoảng tầm 50-60% chuyển hóa sát thương thì anh em đi luyện thì rất là nhàn và nó không tốn mana. Và cái nhược điểm của môn phái cá băng rồng thì khi anh em tăng ấy thì nó mana nó rất là ít, nó chỉ dưới tầm 1k nội lực thôi, nó không nhiều như là võ đăng khí. Võ đăng khí nếu mà mình ác chính của mình ấy thì là đang luyện đây, ác võ đăng của mình đây, đang cấp 87 này. Thì nếu mà luyện thì khi mình tăng mắc cái chân phái thì nó sẽ được lên khoảng tầm 6k nội lực. 6k nội lực thì mình sẽ sử dụng cái loại mana to, mana to anh em, mana lớn ấy, thì là nó sẽ hồi một phát đầy ạp, một phát 5k luôn. Còn như kiểu này đi luyện kiểu này thì mình sẽ sử dụng cái loại mana trung bình này thôi, hoặc là mana kiểu dạng ngưng thần đan đại này cũng được, nó bơm một cái đầy luôn. Thì hình thức luyện thì nó cũng giống như tất cả một cái số môn phái khác. Anh em có thể luyện trong thành này, luyện trong thành này, hoặc là anh em có thể luyện bia này, hoặc là anh em có thể đi trên cho đỡ thoạt cấp. Ở đây thì mình chưa sắm được cái set chuyển hóa cho cái băng rồng nên là mình sẽ lựa chọn hình thức đó là đi trên quái anh em ạ, để cho nó cày cấp lên. Hiện tại thì anh em được biết thì cái môn phái cái băng rồng này thì nó lên cấp cao thì nó mới bá được. Nhất là lên cấp khoảng tầm 110 gì đấy thì bắt đầu là cái điểm kỹ năng của nó bắt đầu là phân phối đủ thì nó sẽ rất là mạnh. Nên là mình sẽ lựa chọn cái hình thức đó là cày cấp. Thì bây giờ là đa phần cái server mới Công Thành Chiến này thì hiện tại thì một số anh em người ta chưa lên được 80 ấy, nên là đi tống kim rất là ít người đi. Nên là mình sẽ lựa chọn hình thức đó là ép cấp và đi trên, đi luyện skill luôn. Thì bây giờ là mình sẽ luyện thử cho anh em xem là cái băng rồng khi nó ở chế độ là 2 skill như thế này nó luyện như thế nào anh em nhé. Nếu mà luyện trong thành thì anh em sẽ làm cái nhiệm vụ đó là đánh người trong thành nhé. Thì mình đã hướng dẫn cho anh em rồi, thì anh em có thể là mở lại cái video tổng hợp tất cả các mẹo của game GX, anh em có thể mở ra để xem lại những cái video hướng dẫn đấy của mình. Đây, khi làm nhiệm vụ đánh trong thành rồi thì rất là đơn giản thôi, bật đồ sát, sau đó là anh em sẽ đứng ở đây đánh bình thường. Đấy anh em thấy không? Và khi đánh ấy thì anh em sẽ để cái chế độ bơm mana, ví dụ ở đây mình sẽ để chế độ bơm mana 30 thì khung này thì mình sẽ để chế độ 4 bơm mana đây. Thì khi hết mana nó sẽ bắt đầu tự bơm mana. Đây anh em thấy không?
ở cái game ZX này nó khác với phiên bản PC, đó là khi anh em luyện skill thì nó sẽ tính theo cái tốc độ xuất chiêu, thì anh em phải tăng max cái tiêu diêu công để lấy cái tốc độ xuất chiêu. Tốc độ xuất chiêu ở đây khi anh em tăng max thì là nó tăng tốc độ đánh ngoại công 65 và tốc độ đánh nội công 65. Nếu mà luyện ở một phái lộ như này thì đặc biệt là anh em sẽ không sử dụng được cái vũ khí tốc độ đánh. Còn nếu mà anh em luyện bổng thì anh em sẽ luyện được, anh em sử dụng được cái bổng tốc độ đánh 20 chẳng hạn, thì anh em luyện rất là nhanh. Đây anh em thấy không? Bí kíp cái băng rồng hiện tại ở server mới như này thì nó rất là đắt. Thì là nó với có giá khoảng tầm 900k hoặc là 1 triệu khi ít thể lệ Evin như này. Và cái Evin lần đầu thì là nó ít ra cái bí kíp cái băng rồng nên là nó rất là có giá trị. Nếu mà anh em nào mà thích, anh em nào mà đại gia thì anh em có thể là sử dụng mua cái bí kíp ở trong đây. Ở trong đây thì là nó bán với giá là 1,5 triệu, 1.500 xu. Nếu mà anh em mua xu chiết khấu thì anh em sẽ được khoảng tầm 1,3 triệu, 1,3 triệu một cuốn. Nói chung là cũng ok mà. Nếu mà anh em nào đại gia thì anh em có thể là mua. Đấy anh em thấy không? Tốc độ xuất chiêu thì những môn phái cái bang này nó sẽ luyện rất là nhanh. Thứ nhất là nó khi anh em ở cấp 80 này không phải tăng max chân phái. Bình thường ở một số môn phái khác thì anh em phải tăng max, tăng chân phái cao thì nó sẽ tăng được cái tốc độ đánh. Còn ở môn phái cái bang ấy thì nó lên 60 thì anh em đã có cái tiêu diêu công rồi, thì anh em lên 80 anh em tăng max luôn, nó là 20 điểm thì nó tăng cho anh em 65% tốc độ đánh, nên là luyện cũng rất là nhanh so hơn với phái khác cùng cấp. Đây anh em thấy không? Đấy nên cũng rất là nhanh. Nếu mà luyện kiểu này thì không khác gì đi trên cả. Nếu mà anh em thích luyện nó đánh liên tục. Còn ở đây là mình luyện theo cái hình thức đi trên, sau đó là mình sẽ chuyển sang cái chế độ là bỏ đánh tiếp cận đi. Mình sẽ đánh từ xa thì là khi đấy thì là quái nó ra nhanh ấy, thì là mình vẫn đam được bình thường. Đây mình sẽ test quái thử cho anh em xem nó. Quái thì mình sẽ test ở trên cái map băng Hà Động đi cho nó dễ nhá. Đây mình sẽ test quái cho anh em xem này. Đây đào một quái hệ thủy nó chỉ được tầm 500 hoặc là 1k máu. Anh em thấy không? Đàm quái khắc hệ là nó sẽ mất máu rất là ít. Được cái là cái băng rồng thì nó không có hiệu ứng gì cả. Không có hiệu ứng băng sát hay là choáng hay là độc gì cả. Nó chỉ có cái đam to thôi. Khi max skill thì đam rất là to. Bây giờ mình lên luyện lên tầm 11 skill thì mình sẽ được 2 rồng. Sau đó là mình phải luyện lên 16 skill mới được 3 rồng nữa. Max skill thì mới được, max 20 skill mới được 4 rồng. Rất là lâu, khá là lâu đấy anh em ạ. Đấy, đó là hình thức để luyện anh em luyện skill cái băng rồng. Thì anh em có thể là luyện bia này, luyện vào trong thành và đi trên. Nếu mà anh em không muốn thỏa cấp thì anh em có thể là đi trên vừa luyện cho mình. Mình ở đây mình chọn hình thức là vừa trên vừa luyện để cho nó ép cấp lên. Nó cũng nếu mà tính sát chính xác thì nó luyện thì nó cũng chậm hơn so với luyện bia với cả luyện đánh người trong thành. Nhưng mà mình chủ yếu là ép cấp để cho nó thoạt đấy anh em. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây. Chúc anh em cố gắng luyện ở server mới, cố gắng lên được 80 và tu luyện skill đi để đi tống kim cho nó vui nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo.